Đấng Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan thế âm cứu khổ độ sanh. Này nếu ai có một niệm lành, Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khói ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiếng mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh có chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tới.
tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho ai có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ có quản này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em trong khổ hải đò từ vấn đời hai bớt chúng sanh đưa tới lạng ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ ký rõ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kia Đê Tường Bán Ra Già Bồ Đề Tăng Đóa Bà Già Ma Ha Tăng Đóa Bà Già Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Tác Bằng Ra Phạn Về Số Đắng Na Đắng Tọa Nam Mô Tăng Kia Lăng Đóa Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiến Đê Thân Phật Ca Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cân Kỳ Hê Rị Ma Ha Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đâu Du Băng A Thề Dân Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Gia Ma Phạn Đà Đâu Đáng Địa Tháng Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tăng Đoa Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng câu lô kiết mong đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mong đế lệ hê di hê thân na ra sâm phạn ra xa lời phạn xa phạn sâm phạn ra xa gia hồ lô ma Hô lô hô lô hê rì ta ra tấn rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sắn ni na ba giả ma na ta bà hằng Tăng đà già ta bà ha ma ha tăng đà già ta bà ha tăng đà du nghệ tăng bằng ra già ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà ha Ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha giá kiết ra tăng đa già ta bà ha ba đà ma yếu tăng đa già ta bà ha na ra cấn trì bàn già ra già ta bà ha
ma ba ri thắng yết ra ya ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di ya ba lo yên đề tướng bằng ra ya ta ba hằng thân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta ba An tăng điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà ha Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên Hiệp Chương Ứng Phẩm Nhị Ta Thì Ngôn Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ Nhờ Hơ Vô Lượng Ba Thế Quán Chúng Sanh Thọ Chữ Khổ Não Văn Thị Quán Thế Âm Bồ Tát Nhất Tâm Sân Danh Quán Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quán Kỳ Âm Tinh Nhi Giải thoát như hữu trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì Bồ Tát hoài thần lưng có nhượng vì đặc thì sở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ nhường hữu ba thiên vàng ứng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly xa cơ mà não sáng ngô vắng trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chi nhân nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già thì như nhân đặng giai đăng giải thoáng là sáng chi nàng gì thì nhân duyên danh Quán Thế Âm như phục hữu nhân lâm đương bị hại xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la san dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhàn thì chi huống phục gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội nhượng vô tội nữ giới gia thoa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giá giải tâm đoàn hoài tức đắc giải thoát như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thế trì trọng bào kinh qua hiếm lô kỳ trung nhất nhân tăng thì xương ngôn chư thiên nam tử vân đa khung bố như đắng ưng đương như cái tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì Bồ Tát năng gì vô ý thế ư chúng sanh như đắng như xưng danh già ư tư hoán tạc đương đăng giải thoáng chúng thường nhớ
vạn câu phá thinh ngưỡng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xưng kỳ danh cô tức đấng giải thoát vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư dâm vô thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát thường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh Quan Thế Âm Bồ Tát tiền đắng ly si vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thì đắng đại oai thần lực đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa Bồ Tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn Phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì Quan Thế Bồ Tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bằng phần ngôn thế tôn Quan Thế Âm Bồ Tát văn hà vô thứ ta bà hỡi giới vân hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quan Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiện bên chi và thoáng nhi về thuyết pháp ứng di thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiện thanh văn thần nhi về thuyết pháp ứng di phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiện phạm vương thần nhi về thuyết pháp ứng di đế thích thần đăng đồ gia từng hiện đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiện đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ứng di tỳ sa môn thân đăng đồ gia
thân hiền thì sa môn thân nhi về thuyết pháp ơn gì tiểu vương thân đắng độ gia thân hiền tiểu vương thân nhi về thuyết pháp ơn gì trường gia thân đắng độ gia thân hiền trường gia thân nhi về thuyết pháp ơn gì cư sĩ thân đắng độ gia thân hiền cư sĩ thân nhi từng hiện tế quán thân nhi về thuế pháp ơn gì bà la môn thân đăng độ gia từng hiện bà la môn thân nhi về thuế pháp ơn gì tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đăng độ gia thân bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam từng hiền phụ nữ thân nhi về thuế pháp ơn nhi đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuế pháp ơn nhi thiền long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân già hiền chi nhi vì tuệ pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vì tuệ pháp phò tận ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô ý thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thí vô ý dạng vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng a đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phần ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mơ ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thì từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quang
thân hành thiện ứng chư phương sa hoàng thề thăm như ái linh kim bất tư nghị thì đa thiện ứng phân phan đại thân tình nguyện. Ngà vì như lừa phía vang danh cầm kiến thân tâm niệm bớt không quá năng diệt chư hư khổ gia sứ hưng hài ý thôi làng đại hoa khanh. Niệm bi quan âm lờ hóa khanh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bi quan âm lần bất năng tồn những mau. Hoàng trì oan tận nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bi quan âm lần. Đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quan âm lần thời tấn bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khi đồng yên hóa nhiên niệm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại vô niệm bê quán âm lớn ngưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quang đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát ta thông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế thôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đứng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm.
Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạn chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hán đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hán đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà ha lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bác chi hồng 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 án
ni Phật Di Hồng An Ma 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 Ni Phật Di Hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Cố Hải Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Ma Ma Nha Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thăm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Không Độ Những Thế Khổ Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh. Sanh thực thì không, không tương thì sanh, thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bất sanh, bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giam thì cố không trung vô sắng vô tòm. Tương hành thơ vô nhan nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông pháp vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn. Cứu canh niên bằng tam thế chư Phật. Y Mạn Nhà Ba La Mật Đa Cố Đăng Na Nào Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề Cô Tri Mạn Nhà Ba La Mật Đa Thi Đại Thân Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thương Chú Thị Vô Đăng Đăng Chú Năng Trừ Nhân Thiết Cô Chân Tiền Bẩn Hưng. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chủ viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà ha. Nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di ri đô bà tỳ a di ri đà
tấn đàm bà tì a di đà na tì ca lăng đa a di đà na tì ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa ca ya đa ya đa điện ya tha a di đà đô bà tì a di đà na tà nam bà tì a di đà na tì ca lăng đa ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya na tha ya đa điện ya tham a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đế a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya na chi đa ca lệ ta bà A Di Đà Phật thân kim sáng nghe tướng hào quang minh vô đẳng luân nghe bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô chúng sanh cơ bám âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 A Di Đà Phật nam mô
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng Quan Âm Oai Thần Long Long Khắp Thế Gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan Ai Thế Âm cứu khổ độ sanh. Ai nếu ai có một niệm lành dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới xuân cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngữ ngai vàng vua cha
Diệu thân ấy chính là chi cả, sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu. Phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cánh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà, trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh có chẳng nài công phu. Ê, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu văn cấm kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô
tam bảo ở Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Vô Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trừ Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Ai Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Mà Cứu Pháp Liên Hoa Vì Phù Mâu Hoa Cài Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Vì Bàn Lữ Nguyện Vì Thư Công Đức Phổ Cầm Nhất Thế Ngã Đặng Giữa Chúng Sanh Giai Công Thành Phật Đạo. Tự quý Phật đơn nguyện chúng sanh thế giai đại đạo ở pháp vô thượng tâm. Tự quý pháp đơn nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng tự quý tăng đơn nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn